gà, dù cha có thế nào chỉ cần con vui là được. Bên một góc nhỏ ở một cửa hàng gà rán, một người đàn ông gầy gò khoác trên mình bộ quần áo giản dị, đã đôi phần bạc màu với mái tóc rối bời, đang ngồi đối diện với người con gái nhỏ, đang hạnh phúc thưởng thức món gà rán thơm ngon. Người đàn ông hết vuốt mặt rồi lại vò đầu, gác tay lên trán rồi chuyển sang chống cằm nhìn con ăn. Từ sâu trong đôi mắt của người đàn ông ấy chất chứa bao nỗi muộn phiền về cơm áo gạo tiền cho hôm nay và cho ngày mai. Nhưng nhìn thấy con gái hạnh phúc với niềm mơ ước bấy lâu nay, người cha cũng cảm thấy vơi bớt đi phần nào mệt nhọc. Chỉ có cha mẹ thương con vô điều kiện, còn ở ngoài kia phải có chút điều kiện thì người ta mới đoái hoài mà thương cảm tới mình. Nhìn khoảnh khắc người cha ngồi đăm chiêu nhìn đứa con đang sung sướng ăn gà, trái tim nhiều người bỗng se sắt lại, nhất là khi bất chợt nghĩ về những ngày tháng khó khăn, những ngày tháng mà cha mẹ nói dối rằng thích ăn những phần xương xẩu để chừa lại thịt ngon cơm trắng cho con. Một số chia sẻ được mọi người để lại. Nhìn hình ảnh này giống mình với bố ngày trước, chân bố đi dép cao su, trên người mặc một chiếc áo bạc màu, đôi chỗ còn bị rách, nhưng bố vẫn đưa mình đi ăn, rồi bố cũng chỉ ngồi nhìn mình ăn mà bố không ăn gì cả. Ngày còn bé thấy chẳng sao, mà bây giờ nghĩ lại thấy thương bố thật. Nhớ lúc nhỏ, mẹ gom góp tiền chỉ đủ tiền để dẫn mình đi ăn hamburger 20.000 và cây kem 5.000 nhân dịp sinh nhật, nhưng lúc đó lại thấy rất là vui. Có lẽ điều hạnh phúc nhất là dành cho người mình yêu thương nhất những bữa ăn ngon mà không cần nhìn giá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút.